56 à? Thắng Nam Định gặp đoàn Ninh Bình. Bán 6. Thắng Nam Định gặp đoàn Ninh Bình. Đéo có cái mic, đéo điều hành được. Đó hết cả đầu. Nó có kêu đâu. Ờ, động cơ game 5 thôi. Bán 6. Gọi đoàn Ninh Bình có bút được bán thôi. Gọi đoàn Ninh Bình nhé. Bán 6. Chào Đông Trần nhá, chào tất cả anh em nhá. Vòng loại đông quá mà cái mic nó bị hỏng nên là đang phải điều hành rất là vất vả. Đây là tài năng trẻ đến từ Hà Tĩnh. Anh Hải Hà Tĩnh. Ăn mày. Ơi. Có rồi. Hiếu nhảm lồn đấy thế. Hùng Trần vẫn đang bán sim, vẫn đang chạy đấy. Đưa đây. Khổ quá. Ôi, đúng là anh Quyền Baby một pha chạy đạn mà nói là quá đẹp mắt. Nhìn đi. Bảo kiếm tôi cái ổ điện cái. Cái ổ điện, lấy cái ổ điện dùng được mỗi lỗ. Còn lại đây hỏng hết. Dùng được mỗi cái bên này, còn cái này, hai cái này hỏng thì dùng gì. Ờ, kiếm tôi cái ổ khác đây. Anh là cái gì? Đây. À, tôi đây. Anh là cái gì nhở? Đức Anh à? Đức Anh vào đấy, Thịnh Tam Điệp, bàn 1. Này, Thịnh Tam Điệp. Bàn 1. Có đang về cách đây 10 phút nữa.
Ôi, chạy đạn rồi. Không nào, ông nào chỉnh mấy chỉnh cái loa này à? Ôi giời ơi. Bạn ơi, bạn gọi được cái này chưa? Đùa, không có cái này hỏng hết tải, đéo điều hành được. Hỏng hết tải luôn. Với cả lấy ô tô ổ điện cái để cắm cái loa lên. Tuấn ơi, thủ Lạc đang đánh bàn 6 bàn 7 đúng không? Cường con nếu mà bàn 8, bàn 9 là ai đấy? Đây bàn 9 đúng không? Khương xuất này. Đây đang đánh đúng không? Bàn 2 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bởi vì mình có bảng thì kết thúc sớm. Đang đánh 7 bàn còn gì nữa? Dương Lý Ngọc. Hay quá nhờ. Cho vào việc ấy.
Thủ Lác, bàn Thủ Lác là bàn với bàn 7 đúng không? Ờ, bàn 7 em ơi. Kia kìa, bàn 7 ở giữa. Anh Cường ơi, vào việc anh ơi. Bàn 7 nhá. Ừ. Chứ không xiên vòng dưới đúng không? Ừ. Xiên vào vòng 16 với xiên. Hải 2-0 à? Đá nhánh này vòng loại xiên bên thua là vẫn có thể gặp lại nhau đúng không? Ừ. Đúng rồi, vậy chứ. Đây sắp như vậy chứ thì ông sắp chưa gì xiên, ông đã xiên vòng thua sang lùng tùng. Mà nó không đúng. Cái mẫu luôn vậy chứ không phải là đi tổ chức. Anh dạy em tí nào. Đâu bình toàn xiên kiểu vậy. Dạy em làm sao mới lỗi. Đây nó có bảng sẵn rồi, anh mình cứ thế thôi. Ừ, cứ in cái bảng ra là vào thế là vào việc thôi. Ra đây, để xuống cái nhánh này cơ. Chéo đây. Thua sang đây. Không, nhưng đây nó chuẩn rồi. Đây nó có hết ấy rồi. Thì xiên thì từ đây sang đây còn gì nữa, xiên đâu. Ok anh, mỗi ông lên 50. Hả? Cái gì? À đừng tin Tuấn Vũ. Hả? Cái gì? Hả? À. Rồi à. Kịch được. Mới tội hơi lùn một tí thôi. Hai con này.
đây đây đây. Mấy nhỉ? Trăm người xem đấy. Để đùa đâu. Alo. Tôi không biết bạn ơi. 70 đi vào trong ngõ 70 Nguyễn Công Trứ. Gầm cầu vượt nhá. Alo. À, sau đây, alo, à, sau đây là chương trình văn nghệ cho anh Thư Tuấn Cao Bin đến từ Linh Bình sẽ trình diễn bài Quê Hương Tôi Linh Bình. Tuấn Sa Cơ hát bài lên đã trình diễn đấy, ngắn kéo nữa ra, ừ. Đại diện cho Hà Nội đề nghị anh Thành Trắng về bàn của ban tổ chức để đăng ký ca khúc chờ tiếp theo. Đề nghị anh Thắng Chim Sẻ đến từ đoàn Nam Định về về bàn của ban tổ chức để đăng ký ca khúc của chương trình văn nghệ nhá. Vâng, à, tôi đã thấy anh Hiếu Nhãn Nồng đến từ quê hương Hưng Yên lên tiếng rồi. Như vậy là anh Quyền Sâu Kiêu anh chưa thể hiện được nhiều, anh đang bị dẫn 3-0 rồi. Anh Quyền vào chia sẻ video đây. Đây là anh Hải Nam Định, anh đến từ anh Hải Hà Tĩnh. Anh đã lặn nội đường xá rất là xa xôi trở về đây.
Vâng ạ, xin chúc mừng anh Trung Phương đến từ Thái Bình đã vượt qua anh Đông ba số với tỷ số 5-2. Tiếp theo trên bàn số 2, Lam Thái Bình gặp Trung Lam Định. Trên bàn số 2, hai anh đánh đồng cơ game chạm long. Lam Thái Bình gặp Trung Nam Định trên bàn số 2. Trên bàn số 2, Lam Thái Bình gặp Trung Nam Định, đồng cơ game chạm long. Ôi giời, một góc quá hẹp để mà chết cái mà anh vẫn đánh chết cái được. Nói là anh quá phong cách. À, tôi đề nghị cơ thủ thắng cuộc thì đem kết quả về báo lại cho ban tổ chức luôn nhá. Đang đánh rồi. Chẳng mấy khi nhập cơ chứ. Hay quá nhở, cố lên anh ơi. Rồi, 1-3 rồi. Đây đây, lấy đây. Ok luôn. Bán cho nó chứ, bán đi. Ồ, đuôi luôn. Hello, mùa đông bán mấy con sim để kiếm tiền đi uống rượu đây. Anh em mua sim đây. Đúng rồi, Quang TG. Anh Quyền Soul Kill đến từ Linh Bình đấy. Ôi giời ơi. Ba đôi rồi. À không, 2992 rồi, 2992 rồi. Anh học cái lớp mấy anh ơi? À.
Được, quá dương. Đánh thoải mái. Rồi, anh này học lên lớp 2 thì cô giáo đi lấy chồng. Ôi trời ơi. Học đúng lớp 2 cô giáo đi lấy chồng, thế không ăn thua rồi. Hả? Cái gì? Như nào? Có. Trên góc cái gì? Ờ, xuyễn đấy nhờ, hôm qua mấy chén rượu này xuyễn đấy nhờ. Nói chung là một dòng mộc của em là Fuji nó ở lại sợ hơn. Con này là mộc hoàn toàn. Mẹ thằng Bắc Đàm đăng ký như đúng rồi, trong không tham dự giải cũng đéo thèm nói anh gì một câu. Lớn đầu rồi mà không có ý thức gì cả. Quá dương, à, có hết nhá, à, G, C, D, E, F đều có hết đầy đủ. Hay quá nhờ, một pha trô đúng là quá đẹp mắt của anh Quyền Baby, à Quyền Sâu Kiêu. Màu mận. Mít này là mít cao còn gì nữa, mười mấy triệu hay còn gì nữa. Cao nữa thì không mang, thích thì đặt thôi. Đặt anh ạ. Con này là dòng cao hay còn gì nữa anh? Con này là dòng cao hay còn gì nữa? Em là gì nhở? Ngọc ạ. Ơi, chuẩn bị live stream à, chờ lên bàn live stream. Ôi giời ơi, hot boy phải cho lên live stream ngay. 2-3. Hai ba chục. Hai ba chục. Tỷ số đang là 2-3. Đặt hàng thôi. Màu của Tuấn này nó ra được màu độc có một cái thôi. Hiền ơi. Này. Một suất đưa cho ông Hiền này. Một suất đánh đóng giải. Ừ. Nó đâu rồi? Đến luôn đấy, có bàn đánh luôn đấy.
Alo. À, đề nghị cơ thủ thắng cuộc đem kết quả về báo cho ban tổ chức ngay nhá. Hay quá nhờ, Afe quằn quại quá nhờ, mỗi tội đuôi rồi. Dương Nguyễn, Giàng A Báo không thắng nhá bạn nhá. Con đấy á? Có chứ, con đấy có trợ lực chứ. Có. Con đấy có trợ lực chứ. Có trợ lực mà anh. MP. Anh ơi. Hả? Anh ơi, cao hơn thì MP giống của hàng sao. Con của Tuấn thì con đời thấp. Đẹp mắt quá nhờ. Vắt sổ sang ngang. Dính vào đít. Ôi trời ơi. Một pha điều lắp đít luôn của anh Hải Hà Tĩnh. Rồi anh chạy đạn rồi. Anh đấy con này là bây giờ đang là cũng là hot đấy. Mới nhất bây giờ. Không ăn luôn đánh luôn rồi, có bàn đánh luôn rồi, ông còn sót lại đấy. Đánh xong rồi ta ăn. Làm cốc chả nóng đi cho nó ấm người đi. Vậy đây, tủ kìa, tủ. Ở trên tủ ấy. Ôi, không được rồi, anh Điều hơi thiếu trô rồi. Anh Quyền Châu Kiêu này là một cơ thủ rất là cứng cựa của Linh Bình, anh được xếp hạng B. Cái gì? Alo. 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 Vâng ạ. Em ở Hà Nội anh ơi. Hôm nay em đang làm giải ở thành phố Ninh Bình, mai em về cửa hàng em ở 37 trên 37 Tây Sơn, ngay ngã tư Sở. Quá 5 giây rồi. Để lại. Ôi giời, wifi kém quá. Thôi để anh phát wifi vậy.
và một vị trí nữa thôi. Bốn hai nhưng về anh Hải đến từ Hà Tĩnh. Đưa em một iPhone này vào Facebook cho em ấy. Em mượn iPhone vào Facebook mà đưa mượn máy vào Facebook này. Tốt. Còn 3 bi thôi. Cơ hội cho anh Quyền Sô Cưu rút ngắn tỷ số thôi. Tốt. Miễn rồi, như vậy thì số được rút ngắn xuống 3-4 cho anh Quyền Sâu Kiêu. Cả nhà cho anh Quyền Sâu Kiêu một tràng bão lai đây. Cổ vũ cho anh Quyền Sâu Kiêu, anh bật tôm ấy. Quê hương dê núi Linh Bình này. Có biết là anh này húc khỏe không? Quyền Linh Bình rất là một cơ thủ được xếp hạng B, một cơ thủ rất là cứng cựa ở Linh Bình. Alo. Tiếp theo trên bàn số 6, Đức Mắm gặp Tuấn Sa Cơ. Đức Mắm gặp Tuấn Sa Cơ trên bàn số 6. Đồng cơ game chạm 5. Đồng cơ game chạm 5 nhá. Hãy
Hay quá nhở. Liệu có một pha dọn bàn của anh Quyền Châu Cư không đây? Không. Chưa chưa. Quên mất. Một pha đánh rất mạnh mẽ nhưng mà không thành công của anh Quyền Sâu Kiều. Ôi, anh này thì cũng cho trượt rồi. Hả? Em bảo gì? Ăn đi, ăn đi. Ôi, hay quá nhở. Một pha băng phải nói rằng là tốt, nhưng mà pha này tôi nghĩ rằng lại bị ăn phạt đuôi lửa rồi. Rồi, lại ăn phạt đuôi lửa rồi. Đức Mắm, Đức Mắm Hà Nội. Quá tốt. Ở đây chuẩn bị lên live stream rồi. Được giải cắt lửa đấy nhá. Em không mà tỏ bì à, chết rồi. Alo. Tiếp theo trên bàn số 8, Dương Linh Bình gặp Khương Tử Nha. Nãy chim chờ. À thích, nếu thích chờ thì thích chờ. Ồ, phạt đấm phạt đạp mà vẫn chưa chết. Ha ha ha.
Vâng, hai cầu thủ vẫn liên tục chuyền bóng cho nhau nhưng mà chuyền bóng chưa được đẹp lắm. Cơ hội cho anh Quyền Soukiu săn bằng tỷ số để đưa trận đấu vào ván chung kết. Hay quá nhở. Ôi nhưng cái đi hơi xa rồi. Ui rồi lại còn cuốn băng cho cẩn thận nữa này. Qua hay. Trời ơi, cú đẩy huyền thoại luôn. Quá đẳng cấp. 4 đều trận đấu vào ván chung kết. À sorry, 4 đều chưa chung kết, game 6. Game tạm 6. B, C, nhầm, 4 đều nhầm. Ồ, tôi nghĩ rằng sẽ có một pha... À đâu, thiếu bếp. Cơ hội cho anh Quyền Soukiu rồi. Anh Quyền Soukiu phải nói rằng là cầu thủ rất cứng cựa. Ôi, ăn được đến con 5 là 6996 rồi. Một cái bộ môn, à một thế gọi là quá đẹp. Tốt. Rồi. Rồi, anh Quyền Soukiu đã vừa lên dẫn trước 5-4. Hay quá anh ơi. Dê núi bắt đầu húc rồi, húc khỏe rồi. Thank you.
Thiếu bếp rồi. Mà cũng chưa chết vi nào. Rồi, Trần Ngọc, anh em dê núi Linh Bình đâu rồi? Không được. Trượt luôn. Có chứ anh? Vâng. Đấy. Ok. Xong rồi, chết cái lại còn gãi ba ra nữa thì. Cơ hội cho anh Quyền Sâu Kiêu cắt tiết trận đấu. Ôi, anh điều cái gì thế này? Anh điều một con bi, tôi thấy là điều một con bi quá hời hợt. Không bạn nhá, Duy Nghĩa, không có. Ôi, anh này đánh hời hợt thế nhở? Một pha sút tê lại vô tình ra đuôi luôn. Tiếp theo trên bàn số 9. Linh Tam Điệp gặp Cường Con trên bàn số 9. Linh Tam Điệp và Cường Con đánh đồng cơ game chậm 5 nhá.
cơ hội cho anh Quyền Sâu Kiêu cắt tiết trận đấu, còn 5 con bi. Thắng hay thua anh? Anh Trung ơi! À chưa xong rồi. Tí nữa. Rồi, còn 3 bi thôi. Còn 2 bi. Tốt. Còn 1 bi 9. Ôi, Dung ở phút 90 anh em ạ. Như vậy là Dung ở phút 90 rồi. Lâm đều, ván chung kết. Quá đáng tiếc cho anh Quyền Sâu Kiêu. Dung ở phút 90. Ờ bạn nào đây? Hả? Được rồi, tí nữa. Ôi, hơi vọt xà rồi.
Hay quá nhờ. Được đấy. Đã là người đầu tiên lọt vào vòng 1-16 rồi. Tiếp theo trên bàn số 2, Hoàng Phú Thọt gặp thủ Nam Định. Vào việc ấy, vào việc ấy. Bật bé thôi, bật bé thôi. Cứ để đấy. Còn 4 bi nữa là kết thúc trận đấu. Không biết là ai là người sẽ ăn được con 9 đây. Rất căng thẳng. Hết trận rồi, đánh đi, cứ ra chờ nó 1 phút và bảo xếp đánh luôn đi. Rồi gọi thế cho đánh luôn nhá. Đánh trận khác đi. Tiếp theo trên bàn số 2, Huy Linh Bình gặp Dũng Ý Yên. Đồng cơ game chạm 5. Huy Linh Bình và Dũng Ý Yên đâu nhở? Vào bàn số 2 đấy. Dũng đâu nhở? Minh Tiến Anh Trung, câu lạc bộ Bảo Lam, Nam Định. Rồi, còn một bi số 9. Hay quá, như vậy là anh Quyền Sâu Kiêu đã bật tôm thành công với tỷ số 6-5. Quá hay, một trận đấu rất căng thẳng của anh Quyền Sâu Kiêu. Anh cười lên cái xem nào. Nhìn căng thẳng quá.